Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con cái xin chữa các bạn. Đang cầm chữa 7 tháng rưỡi các bạn. Mẫu toàn độ nha các bạn. Tơ ngay luôn các bạn ơi. Chưa bẻ răng nha. Cao 1m3 bò, chưa bẻ răng các bạn. Sải tích nghiêm chỉnh, gù bật. Lưng thẳng băng. Quà đen khui, cậy đuôi lớn. Rũng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn thấy không? Dòm bầu nè các bạn. Chân móng hoàn thiện, móng sò, chân trước chân sau thẳng băng các bạn. Bốn vú đều dăn các bạn ơi. Dạm bầu sữa rồi, chân trước chân sau thẳng băng à. Con này thì chủ báo giá là 52 triệu các bạn. Chưa bẻ ra cái răng nào nha các bạn. Mà cao 1m3 bò các bạn. Con này còn lớn càng dữ lắm các bạn ơi. Quai đèn khui, chạy đuôi lớn. Giá 52 triệu các bạn. Giá 52 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn trực tiếp số điện thoại mình comment trên màn hình video nha các bạn. Cao 1m3 bò, đỏ ao, không lan giá nha chỗ nào nha các bạn. Đỏ ao không lan giá nha. Lưng thẳng băng. Rũng yếm đồ nghiêm chỉnh, bốn vú đều luôn các bạn. Quà đen khui, cậy đuôi bằng cái bàn tay luôn các bạn không? Cậy đuôi lớn các bạn. Gu bật các bạn không, gu bật, con này gu bật y như gu bò đực các bạn, gu bật, xoay mặt xoay lưng là chính xái nha các bạn, xoay mặt xoay lưng là chính xái, con này thì chủ báo giá là 52 triệu các bạn, chữa 7 tháng rưỡi các bạn, chữa 7 tháng rưỡi, chữa bò này là chữa nọc các bạn, chữa nọc xin Tây Ninh nha các bạn, chẳng bàn nha các bạn, chữa nọc chẳng bàn, nọc độ. Bò độ rồi phải vô nọc độ các bạn. Cậy đuôi hết thuốc luôn các bạn thấy không. Chữa 7 tháng rưỡi các bạn. Bò độ là bơm là hạ nọc độ nó ra con cái là giá trị nha các bạn. Rũng yếm đồ là nghiêm chỉnh hết. Đuôi dài, bốn vú đều. Đòn hết biết luôn. Đỏ ao từ đầu tới chân các bạn thấy không. Đỏ ao. Chân móng sò. Giá 52 triệu các bạn. Giá 52 triệu. Cái lưng các bạn không. Cái lưng thẳng băng, cái đòn dài sọc các bạn. Đòn dài hết biết luôn. Giá 52 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp. Số điện thoại mình comment trên màn hình video nha các bạn. Con này đúng mẫu độ luôn các bạn. Cái quà các bạn không, quà đen khui, cậy đuôi lớn, chân móng sò, chân trước chân sau thẳng băng các bạn, lưng các bạn không, lưng thẳng băng đòn hết biết luôn, sải tích nghiêm chỉnh, giá 52 triệu các bạn, giá 52 triệu, có anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình comment trên màn hình video nha các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là con cái xin chữa 7 tháng rưỡi, cao 1m3 bò, chưa bẻ răng, gác ngọc xin Tây Ninh, chẳng bàn. Chủ báo giá là 52 triệu nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.